Chào các bạn, đến với clip theo của em. Hôm nay em tiếp tục phát hiện một con cái cận cảnh con rắn khổng lồ nhìn rất nhiều màu, rất chi là đẹp lạ. Hướng nữa các bạn nhìn đâu, rất chi là đang bò trên cành cây, nó đang quay đầu là một ổ trên cành cây luôn. Nhìn các bạn nhìn đi, chi là ghê luôn các bạn, ghê chúng mọi người hướng chưa, nhìn này ghê thật các bạn, nó đang quay đầu thằng này nữa đấy. Các bạn nhìn đâu, các bạn nhìn ghê không các bạn? Úi sợ, các bạn ghê chưa các bạn? Ớn chưa? Lạnh chưa các bạn? Đó. Nhìn mắt to chưa? Nhìn màu vàng đen này, chủ đạo là vàng đen, nhìn nó lạ lắm quá. Chỉ là ớn lạnh luôn. Đó, các bạn nhìn nào, đầu siêu to luôn. Mấy con rắn này là con rắn gì? Nhìn lạ lắm quá, cực to luôn. Nó đang ở trên cây, em hoảng hồn luôn các bạn. Ghê chưa? Rồi. Em rất chi là thấy ghê luôn, em thấy hoảng hồn luôn các bạn. Ớn lạnh luôn. Cực phẩm ở đây dưới đâu các bạn, con rắn cực phẩm ở đây dưới đâu, các bạn nhìn thấy không? Các bạn thấy con rắn này bao giờ chưa, thì lạ quá.